Chào mừng quý vị đến với một điểm tin giáo hội Hoàng Vũ của trang thông tin giáo phận Phú Cường. Tuyết Vân mến chúc quý vị một ngày cuối tuần tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa. Tin giáo hội tại Nga và Ukraine Kể từ khi cuộc chiến giữa Nga và Ukraine bắt đầu vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, cho đến nay, tình trạng bạo lực ngày càng leo thang. Đức Thánh Cha Xì-cô nhận định đây là một cuộc thảm sát tàn bạo hoàn toàn vô nhân, phạm thánh và không thể biện minh. Đứng trước thảm cảnh ngày càng tồi tệ này, Đức Thánh Cha đã mời gọi các giám mục trên toàn thế giới cùng với các linh mục và toàn thể dân Chúa hiệp với Ngài trong lời cầu nguyện cho hòa bình và trong việc hiến dân nước Nga và Ukraine cho trái tim vẹn sạch Mẹ Maria nghi thức dân hiến nước Nga và Ukraine sẽ do chính Đức Thánh Cha cử hành vào lúc 5 giờ chiều ngày lễ truyền tin 25 tháng 3 năm 2022 tại Vương cung Thánh đường Thánh Phaero tại Roma. Cũng trong thời điểm này, Đức Hồng Y Konrad Krajewski người Ba Lan với tư cách là sứ thần của Đức Giáo Hoàng sẽ cử hành nghi thức dân hiến tại đền thờ Đức Mẹ Fatima tại Bồ Đào Nha. Chúng ta hiểu việc dân hiến nước Nga và Ukraine cho trái tim vẹn sạch đức mẹ nghĩa là gì? Dân hiến cho đức Maria có nghĩa là giao phó thể xác, linh hồn, tài sản, công việc và toàn bộ cuộc sống của một người cho sự bảo vệ, hướng dẫn và cầu bầu của đức mẹ. Lịch sử của thực hành này bắt đầu với chính Chúa Giêsu khi bị treo trên thập giá đã giao phó tông đồ Gioan người môn đệ yêu dấu cho mẹ mình sau đó các kỳ Tô hữu đã khấn sinh mẹ Maria chuyển cầu và nâng đỡ họ ngay từ thời giáo hội sơ khai việc dân hiến nước nga cho trái tim vẹn sạch đức mẹ đây không phải là lần đầu tiên chúng ta có thể nhìn lại lịch sử giáo hội vào ngày 7 tháng 7 năm 1952, Đức Giáo Hoàng Pio thứ bảy đã đặc biệt dân hiến nước Nga cho trái tim vẹn sạch Đức Mẹ với tông thư Sacro Vecente Anno. Trước tình cảnh khó khăn của những kỳ hữu bị buộc phải sống trong một chế độ cộng sản vô thần. Không chỉ nước Nga dọc theo suốt chiều dài lịch sử giáo hội, Toàn thể nhân loại cũng đã nhiều lần được Đức Giáo Hoàng dâng hiến cho trái tim vẹn sạch Đức Mẹ. Vào ngày 31 tháng 10 năm 1942, Đức Giáo Hoàng Pio thứ bảy đã dâng hiến toàn thế giới cho trái tim vẹn sạch Đức Mẹ khi các kỳ tư hữu đang phải sống trong tình cảnh bị đàn áp của chế độ Cộng sản vô thần. Và năm 1964, đức giáo hoàng phaolô thứ sáu dâng hiến toàn thể nhân loại cho trái tim vẹn sạch đức mẹ. đặc biệt vào ngày 25 tháng 3 năm 1984 tại quảng trường thánh Phe-rô, ngài đặc biệt đề cập đến lời thỉnh cầu của đức mẹ tại Fatima và trong sự kết hợp thiêng liêng với các giám mục toàn thế giới đã ủy thác cho các dân tộc và một cách đặc biệt những người và các quốc gia đang cần đặc biệt về sự giao phó và dân hiến này cho trái tim vẹn sạch Đức Mẹ. Vào ngày 13 tháng 10 năm 2013, khi bắt đầu triều đại giáo hoàng, Đức Thánh Cha Phan Xì Cô đã dân hiến toàn thể nhân loại cho trái tim vẹn sạch Đức Mẹ. Và lần này, vào ngày 25 tháng 3 năm 2022, Ngài sẽ dâng hiến nước Nga và Ukraine cho trái tim vẹn sạch Đức Mẹ trong sự hiệp thông với các giám mục trên toàn thế giới. Như vậy, nhìn qua những biến động của lịch sử giáo hội, việc dân hiến nhân loại cho trái tim vẹn sạch Đức Mẹ là một hành động dân hiến mang một ý nghĩa đặc biệt không chỉ dành riêng cho người kỳ tư hữu, nhưng dành cho toàn thể nhân loại để cầu xin sự bảo vệ nâng đỡ trước tình trạng của bạo lực, của chiến tranh và dịch bệnh. Vậy đâu là ý nghĩa của việc Đức Thánh Cha dân hiến nước Nga và Ukraine cho trái tim vẹn sạch Đức Mẹ lần này? Như chính Đức Thánh Cha khẳng định trong lá thư gửi cho các giám mục, hành vi dân hiến này muốn trở thành một cử chỉ của giáo hội hoàng vũ, mà vào thời điểm bi thương này, mang đến cho Thiên Chúa qua mẹ của Ngài và là mẹ của chúng ta. Tiếng kêu đau đớn của tất cả những ai đang chịu đau khổ và cầu xin chấm dứt bạo lực, phó thác tương lai của nhân loại cho nữ vương hòa bình. Cùng với Đức Phan Cô, Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16 cũng sẽ hiệp ý với Ngài và các giám mục trên thế giới trong việc cầu nguyện dần hiến nước Nga và Ukraine cho trái tim vẹn sạch Đức Mẹ. Cùng quan điểm với Đức Thánh Cha, Đức Giám mục Jose Ornelas, giáo phận giám sát đền thờ Fatima nhìn nhận rằng đây là một sứ điệp về hòa bình, nó không chống lại bất cứ ai. Nó là một sứ điệp ủng hộ sự hòa giải của con người để tạo ra một bầu khí hòa bình thay vì xung đột. Còn với cha Ivan Hood, một linh mục công giáo người Hy Lạp, thì với sự dân hiến này, người dân Ukraine hy vọng rằng nó sẽ báo trước một thời kỳ hòa bình mới. Nhưng không chỉ là bất kỳ thứ hòa bình nào, mà là sự hòa bình đích thực, hòa bình đến từ Thiên Chúa, thông qua mẹ Maria. Do đó, cha nhấn mạnh không chỉ nước Nga cần phải hoán cải, trong khi chúng ta thì vẫn tiếp tục sống một cuộc sống cứng ngắc về mặt chính trị. Năm 2022 mới bắt đầu được 3 tháng, thử hỏi rằng đã có bao nhiêu ca phá thai được thực hiện ở châu Âu? Có bao nhiêu người già bị bỏ rơi? Có bao nhiêu luật trái đạo đức được chính phủ Liên minh châu Âu phê duyệt? Sự dân hiến này không thể chỉ dành cho chiến tranh. Đức Giám mục Phê -rô Nguyễn Văn Khảm đã nhận định rằng, khát vọng hòa bình không chỉ là tâm tình của cá nhân Đức Giáo hoàng Phan Cô nhưng cũng là và phải là khát vọng của mọi người công giáo trên toàn thế giới. Bởi lẽ, tất cả chúng ta cùng ở trên một con thuyền. Vì thế, phải cùng chèo chống để vượt qua sóng gió. Hy vọng rằng khát vọng hòa bình và lời cầu nguyện của mỗi người chúng ta trong sự hiệp thông dân hiến với Đức Thánh Cha cho trái tim vẹn sạch Đức Mẹ sẽ sớm đem lại hòa bình cho toàn thế giới, cách riêng cho hai dân tộc Nga và Ukraine. Một điểm tin giáo hội Hoàng Vũ đến đây là hết xin quý vị tiếp tục đón xem và ủng hộ kênh truyền thông giáo phận phú cường xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại